Hello, chào mọi người. Chào mọi người đến với Minecraft Pocket Edition Survival. Và hiện tại trong khoảng thời gian upcam, mình đã làm một con đường đi từ đây lên trên này, đi xuống dưới này, đào cái cốc này, lắp lại bằng cái bờ kè bằng Polyp Andesite. Và hôm nay chúng ta sẽ làm đến cảng. Cảng nhỏ thôi. Này là được 28. Thì cái thiết kế này á, không phải là mình nghĩ ra. Mình coi clip trên mạng á, là mình sẽ đưa cái link cho các bạn. Rất là hay luôn. Rất là đẹp. Mình đã có ý định là các bờ kè này á, mình sẽ kéo qua dòng bao qua bên kia luôn ấy. Và hôm nay mình phải chờ cho nó có ánh sáng nha, kéo nó chiếu xuống nó mọc cỏ lên á thì mình mới đào ra được, mới lấy cái xẻng bấm vô một phát rồi nó ra một loại đất khác đấy, mình không biết là gì nữa. Cái rìu chưa đâu. Đó rồi. Mình quên anh ra cái rìu. Cái này là đã biết nhanh hơn luôn. Thôi. Thôi, chết tôi. Nó trở ăn cái đã. Cỏ lên là mình mới làm được. Phải đi ăn thôi à. Thiếu đồ.
hoa làm cho nó đẹp. Cái này là mình làm cho giống thiệt nè. Rồi trong này thở rồi ngồi ăn là dưới nước cái này nó dễ bề hay nè. Tiền của mình là 2 ô, là mình để 2 ô nha. Rồi tiền sẽ đậu vô đây. Tụi. Sao lại vậy? Mình hết gỗ luôn á. Hết đang gỗ rồi đó. Lấy thêm làm thêm để đi làm thêm mới lấy thêm đây chưa mọc cỏ rồi trời cũng sắp tối rồi. Ớt cam mình có xuống hang, cái hang mình đào gần nhà là xuống thấy có xuống dưới bơ bét chút cũng được một mớ, hang nó rộng lắm, có hồ lava, mình hy vọng là sẽ có kim cương dưới đó. Lên lên á bò kìa, rồi sẵn thì giết luôn đi.
có thú nuôi ở trong đó rồi. Phân loại mấy cái rương ở trong này nữa nè, các loại thứ các thứ linh tinh người dục ở đây hết à, đồ ăn bên này là mấy công cụ rồi nè. Còn cái rương này thì chưa có gì hết à. Con nhiều lỗi lắm. Cũng là sao xây sao vậy? Thấy tờ bé mặc dù mình đã gì cái này gọi là snick rồi á mà mình vẫn sợ té.
Rồi. Mình cũng đẹp chứ không mấy bạn? Đẹp chứ. Mình còn trang trí thêm chút nữa. Không biết tại sao mình không chuẩn bị cái này chứ. Nó đã nằm trong cái ý tưởng cũng đã có rồi, mà tại sao mình lại quên chuẩn bị nó? Quên đi kiếm mấy bông hoa đỏ, mấy bông trước nhà mình giờ phải để nó thôi. Lúa chín rồi nè. Cừu nữa hả? Cừu này cừu nâu. Có nhện kìa. Giật mình. Giật mình con nhện luôn á. Theo kinh nghiệm mà mình chơi á, con này nó ngay chỗ cửa thì nó không qua cửa được đâu. Nhịn nhau chút để vô cũng được hả? Tôi ừ. Nó vẫn
sao mình lại chết? Ngộp nước hả? Hay là sao? Mình ngộp nước phải không? Trời ơi, bao nhiêu cấp độ của mình? Cá chết đầu tiên. Này có hang hả? Rà soát lại thôi, không muốn mất thứ gì hết. Cái tù skeleton đứng ngay đó luôn. Chập chập hết, quấn chết mẹ luôn. Chạy chạy thôi em ơi. Nghe tù mình phải chạy cửa bên kia. Sao mình lại không chịu tấp vô bờ? Để không thôi chết oan uổng mất kinh nghiệm. Rồi ok, chúng ta đã có cờ. Ở ngoài kia kìa. Được rồi, cái này không được rồi, chỉnh ngay lại thôi chứ để vậy không đẹp. Mình đang định làm lá cờ phất phơ trong gió nhưng mà chắc không được. Ê tuột, sao bóng không ăn, nhảy xuống theo nó luôn. Dù không đẹp nhưng mà cũng kệ đi, không sao đâu. Trốn hả?
mình vẫn còn mà. Mình sẽ làm thêm mấy mũi tên. Cái tài bắn cung của mình cũng kinh khủng lắm. Xuống dưới bắn rồi lượm đồ rớt nữa. Lượm đồ rồi lượm kinh nghiệm nữa. Cho mình một cây cung, rồi một cây cung mình bắn hụt mình có thể lượm lại. Ê, sao cái này lại bị đẩy ra? Ê, xuống đi chứ. Ok. Ở đây chúng ta có thể câu cá dưới này nữa. Cũng được chứ. Nó chưa có miếng cỏ nào hết vậy. Luôn hả? Rồi, giờ mình sẽ làm thêm một cây kiếm nữa để cho ở dưới có một cái để tự vệ. Thêm rương để có thể đựng cá. Làm 4 rương để 4 loại cá luôn. Cái rương 4 loại cá thì theo mình nhớ là có một con 4 loại cá là cá loại xanh bình thường với bạn câu, cá hồi, cá đỏ đỏ, cá Finding Nemo, cá hề á, con cá nóc. Đây tượng trưng cho 4 loại cá và cái này nó sẽ được để ở để vậy thì để đâu giờ? Cái này đối với mình chuyện nhỏ đó. Đây chúng ta sẽ câu 4 loại cá. Thôi mà không làm mấy cái bảng đâu, để nhìn vô là biết chứ gì. Ok, bao lâu rồi? Nửa tiếng cũng lâu quá chứ. Ok, chúng ta đi câu cá một chút đi rồi mình nghỉ. Cá ơi, mày đâu rồi cá? Cá ơi. Cá ơi cá.
Where are you now? Where are you now? Cá. Đây. Salmon. À, chúng ta nên để cái lò ở đây nấu cá ăn luôn. Tôi không muốn bể mày đó. Ê, ra ngoài luôn rồi. Cũng để mày đây này. Ngay trên cái bàn chế tạo này. Đấy. Chế tạo thì bấm vô đây. Ok rồi. Hết lông cừu rồi. Qua cắt lông chút coi. Cắt lông, cắt lông. Chia 3 miếng đủ luôn. Mình sẽ làm một cái giường ở dưới để ngủ ở dưới. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ dưới đó luôn. Mình quên vụ này. Ok, hôm nay chúng ta sẽ ngủ dưới này luôn. Vậy đi, ngủ dưới này luôn. Có muốn đi dạo chút không? Thăm lúa chút coi, còn chưa có nào được thu hoạch vậy.
mình để cần câu ở nhà rồi. Đi dạo một vòng. Ủa, mía kia. Heo, 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 heo. Không có miếng thịt heo nào hết. Thôi, về thôi. Về rồi chúng ta kết thúc tập này lại tại đây. Để im luôn mà vẫn chèo được kìa, kinh khủng vãi. Đây là một chi tiết khá là mới lạ ở trong phiên bản 015, hình như là vậy. Có mọc một ít rong rêu ở dưới thuyền này. Rất là đẹp nha các bạn. Một cái rất là mới lạ. Mojang làm rất là hay ở trong cái điểm đồ họa này. Ok. Ok, nếu mọi người thích video mình hãy like, share giúp mình nổi tiếng hơn. Và subscribe nếu bạn vẫn chưa đăng ký để biết thêm những video mới. Ok. Nếu mọi người thích video mình thì like, share, subscribe là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video tiếp theo. Ok, tập này sẽ kết thúc tại đây. Bye bye mọi người. Một mắt nghe mình. Chào tạm biệt các mọi người. Chào tạm biệt. Cả mọi người. Bye bye.